Ok, hello, xin chào các bạn. Mình là Chen. Và ngày hôm nay thì Chen sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc headphone mới đến từ Pioneer DJ. Đó chính là HDJ CX. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox và khám phá xem trong cái hộp của chiếc headphone HDJ CX này chúng ta có gì đặc biệt nha. Let's go. Và đầu tiên khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ có nhân vật chính của mình, đó chính là HDJ CX. Tiếp theo thì ở bên dưới cái headphone chúng ta sẽ có một cái cặp bass để thay thế. Thì sau một thời gian dài mà mình sử dụng thì cái bass của mình sẽ bị mềm, bị nhũn và có thể là bị chóc da. Thì đây là một món quà rất là tinh ý đến từ Pioneer DJ dành cho các bạn. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có hai bộ dây, một bộ dây thẳng và một bộ dây lò xo. Và cuối cùng là một cái cuốn manual của headphone. Và hiện tại thì ở trên tay mình đang cầm một chiếc HDJ CX. Và mình có thể nói là đây là chiếc headphone nhỏ nhất của Pioneer DJ đã từng làm từ trước đến bây giờ. Thì ở trên đây mình có một cái HDJ S7. Và các bạn có thể nhìn thấy và so sánh rất là rõ ràng kích thước của cả hai cái headphone này. Cùng là headphone on-ear nhưng mà HDJ CX nhỏ hơn và cái gọng của nó mỏng hơn rất là nhiều so với lại HDJ S7. Và khi mà cầm trên tay á, thì cái trọng lượng của HDJ CX cực kỳ nhẹ. Thì theo như mình biết, trọng lượng của HDJ CX chỉ có khoảng 136g. Nếu mà bạn chưa gắn dây vào thì nguyên một cái headphone như thế này chỉ có 136g. Với thiết kế nhỏ gọn và đây là cái headphone được thiết kế công thái học, sẽ giúp cho các bạn có thể đeo headphone một thời gian dài mà không có bị áp lực nhiều đè lên đầu và vai, không có bị mỏi khi mà bạn đeo headphone. Một số thông tin đến từ HDJ CX thì đây là chiếc headphone có driver 35mm và cái màn loa combo size peak full peak của HDJ CX sẽ mang đến cho các bạn một cái âm thanh rất là chặt chẽ và rõ ràng. Và cái phần bass reflect được tích hợp ở bên trong cái vỏ của headphone sẽ giúp cải thiện rất là tốt cái phần low frequency, mang đến một cái âm bass chặt chẽ cho các bạn khi các bạn đeo headphone. Và ngoài hai cái miếng bass để thay thế cũng như là một cặp dây đi kèm với lại headphone, thì ở trong cái hộp của HDJ CX có thêm một cái món phụ kiện rất là nhỏ nhưng mà rất là đặc biệt, đó chính là cái jack holder ở đây. Thì như các bạn có thể thấy, đây là một cái đồ vật dùng để gắn cái jack 6 ly vào. Và khi mà các bạn sử dụng headphone HDJ CX, các bạn chỉ cần lấy cái jack holder này gắn vào cái sợi dây headphone của mình. Và như vậy là bạn không có lo về việc bị mất cái jack 6 ly này nữa. Đây là một cái món phụ kiện rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh ý đến từ Pioneer DJ. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu đến các bạn về HDJ CX cũng như là những món phụ kiện và những tính năng mới của chiếc headphone này. Nếu các bạn muốn trải nghiệm qua HDJ CX thì các bạn có thể đến với showroom của Pioneer DJ tại Việt Nam. Địa chỉ và đường link mình sẽ để bên dưới phần description. Nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, share để ủng hộ mình có thêm động lực làm thêm nhiều video nữa. Và đừng quên subscribe kênh YouTube để xem thêm nhiều video về review sản phẩm cũng như là những cái tip and trick tiếp theo. Một lần nữa mình là Chen, xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ những video tiếp theo. See ya.